Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình Airdrop nhận 120.000 token KIN. Con này Airdrop rao 2 nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà trong tab chatbot. Rồi các bạn bấm join này đó. Điểm đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller. Đây mình là rao 2, rao 1 đã join gọi hết rồi các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet bot. Rồi trên tài Twitter nó thì các bạn like nè, các bạn chụp ảnh tài Twitter đang dạy người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tài Twitter lên nè, sau đó các bạn bật up lên nè, các bạn bao nhiêu submit tên, các bạn bấm done. Rồi các bạn ở đường link và đầu file tài Twitter của mình thì bạn mở tài Twitter mình ra nè, các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ nè, nhập ba cánh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, là support nè. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ UNB sang mã chain BET20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn. Ok, nó có join kênh Chiller, các bạn subscribe kênh YouTube luôn, bấm don các bạn. Rồi submit link retweet nè, thì bạn mở tài Twitter tất cả bạn ra nè, các bạn chia sẻ các bài tài Twitter nè, gọi là support nè. Rồi sau đó bấm balance để chết số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 120.000 token KIN nè. Chương trình này góp này random cho 3.000 winner may mắn các bạn. Bạn việc lên ghép sẽ cho bè những người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.